Tông bệ hạ mới sáng tinh mơ, hạ thần mạo muội gặp bệ hạ, chúc bệ hạ một ngày tốt lành và mời bệ hạ uống cà phê với mình. Ngươi gặp ta có việc gì? Tâu bệ hạ, hôm nay hạ thần dâng cái sớ này, xin trình lên bệ hạ chém chín đầu tên Nịnh Thần. Không, ta không chém nó đâu, ta muốn chơi với nó, ta thích chơi với mấy thằng đó, bởi vì nó nịnh tao, ta thích lắm. Xin chào các bạn ha. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi bàn luận cái vấn đề là như cái chủ đề mình đặt cho các bạn ha, là gì? Người bị nịnh, trừ cho người nịnh, thì nó ra cái hiệu, cái kết quả là âm hay dương ha. Cho nên hôm nay chúng ta cùng nhau đi phân tích cái vấn đề người bị nịnh và người nịnh. Như các bạn đã biết hồi nãy là mình tưởng tượng là hồi nãy là chẳng qua mình giỡn đi vui thôi. Đó là cái lời của Chu Văn An thời nhà Trần. Chu Văn An lúc đó là làm quan, và ông thấy cái cảnh bất bình các cái tên Nịnh Thần, cho nên là lúc đó thì quan trung thần thì di diệt, mà quan thần thì hoàn hành, cho nên ông dâng lên cái sớ gồm 9 tên Nịnh Thần, buộc vua phải chém, nhưng mà cuối cùng vua không có chém, cho nên cuối cùng ông cáo quan về ở ẩn, và ông ta trở thành giáo viên dạy học và là thầy thuốc. Như các anh chị biết rằng từ cổ chí kim, bất kỳ một cái quốc gia nào trên toàn thế giới này, trong đó có Việt Nam, thì cái vấn đề nịnh người nịnh thì rất là tràn lan trong bất kỳ một cái lĩnh vực nào trong cuộc sống của chúng ta ha. Như các bạn biết là trong lịch sử Việt Nam của chúng ta thì có rất là nhiều vụ án xảy ra là nguyên nhân xuất phát từ tự tham lam, tranh giành quyền lực, và cũng như là nịnh bợ trong cái quá trình hoạt động, nịnh về minh chủ của mình, nịnh về cấp trên của mình để mình thăng tiến. Những người mà nịnh là những người mang mầm mống của sự tàn ác, bởi vì họ không bao giờ là nỗ lực bản thân, lương thiện, phấn đấu nỗ lực bản thân để đạt được cái mình mong muốn, mà do là nịnh bợ mà ra ha, do là họ có tài, nhưng mà tài đây là tài nịnh. Ví dụ năm 937 Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ đoạt chức tiết độ sứ, sau đó là Ngô Quyền làm quan thứ sử ở Châu Ái và đem quân trị tội tên phản bội phản quốc Kiều Công Tiễn này ha. Thì người nịnh bị chết, người nịnh trước sau cũng chết. Rồi sau khi thống nhất đất nước năm 968 thì Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua, lấy danh hiệu là Đinh Tiên Hoàng, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô Hoa Lư. Thì nhà Đinh thì cũng có những cải cách tiến bộ, nhưng mà trong nội bộ của mình thì vua Đinh thì không có chuẩn bị mọi cái chuyện tốt đẹp, không ngờ được cái sự vật hiện tượng nó xảy ra. Cho nên mới xảy ra cái vụ, và năm 979 thì Đinh Bộ Lĩnh và con là Đinh Liễn bị Đỗ Thích giết ha. Thì cuối cùng là gì? Đỗ Thích là một tên nịnh cũng chết. Còn người bị nịnh, tức là Đinh Tiên Hoàng, thì mình không có ngừa trước được. Ngừa trước được là cái kẻ nịnh trước sau nó giết mình, cho nên cứ mình cũng bị chết luôn. Cho nên trong cái cuộc sống này, chúng ta nên là công và tư phải phân minh ha, phải rõ ràng, phải rành mạch ha. Người có tài xứng đáng đặt vị trí này, người bất tài hay là kém tài thì xứng đáng đặt vị trí khác. Cho nên phải công và tư phải phân minh. Vào thời nhà Lý, tức là Lý Anh Tông hoặc là Lý Cao Tông, tức là có một ông quan rất là nổi tiếng, đó là Tô Hiến Thành ha. Nhưng bạn biết là Tô Hiến Thành là một trong những vị quan rất là anh minh nổi tiếng ha. Tô Hiến Thành sinh năm 1102 và mất năm 1179. Thì Tô Hiến Thành lúc đó về già thì lâm bệnh, có Thái hậu đến thăm Tô Hiến Thành. Thì Thái hậu nói là gì? Nếu một mai ông mất đi thì ai là người có thể là giúp vua để trông coi việc nước? Thì Tô Hiến Thành trả lời rất là nhanh, đó là Trần Trung Tá. Tức là Trần Trung Tá.
Thì Thái hậu nói là ủa tại sao ông lại phải chọn Trần Trung Tá, trong khi Vũ Tán Đường ngày đêm túc trực bên ông và chăm sóc ông rất là tận tình. Như bạn biết là Trần Trung Tá lúc đó là nắm cánh quân để chống ải biên cương, ha, để chống giặc phương Bắc. Thì Vũ Tán Đường là một nguyên quan ở trong triều chính và lúc nào cũng là chủ mực, là rất là yêu thương mọi người, giúp đỡ chăm sóc Tô Hiến Thành rất là tận tụy. Nhưng mà khi Tô Hiến Thành nói là chọn Trần Trung Tá thì không có chọn Vũ Tán Đường, thì Thái hậu ngạc nhiên và hỏi ông. Thì ông Tô Hiến Thành nói rằng tâu Thái hậu, ông Tô Hiến Thành nói rằng là thưa Thái hậu, nếu mà Thái hậu hỏi là ai là người chăm sóc và phục vụ chu đáo thì chọn là Vũ Tán Đường, còn nếu mà để chống giặc giúp vua để triều chính sẽ tốt đẹp thì là Trần Trung Tá. Cho nên là Tô Hiến Thành là công và tư phải nghiêm minh rạch ròi ha, chứ không có được lẫn lộn. Trong cái xã hội Việt Nam chúng ta thì có rất là nhiều điều ha, trong lĩnh vực nào cũng vậy thôi, cái kẻ dưới lúc nào cũng định bợ kẻ trên ha, muốn đạt được mục đích để có ta có một vị trí xứng đáng trong cái công ty, trong cái xí nghiệp để leo lên vị trí này. Về liên hệ bản thân của mình thì mình rất là ghét những kẻ nịnh, những kẻ nịnh lúc nào cũng giống như là cái con dao hai lưỡi. Họ lúc mà mình mạnh lên ha, mình có cái vị trí mình có cái uy tín, các vị trí tốt thì họ nịnh mình để họ leo lên các cái chức vụ hay là những cái công việc tốt, thì họ đạt được rồi thì họ sẵn sàng là khi họ đạt được rồi thì họ sẵn sàng đánh đổ, hoặc là họ sẵn sàng là tà ác ra tay, độc ác tà ác ha. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà Einstein nói rằng là quyền lực luôn thu hút những kẻ không có đạo đức, là như thế. Mình xin kể một cái câu chuyện này để kết thúc cái vấn đề mình muốn bàn hôm nay. Là ngày xưa ở bên Trung Quốc có một cái ông vua, có một ông vua sai tất cả các quân lính là lên cái núi Thái Sơn á, bắt đủ 100 con khỉ cho ta. Nhưng các bạn biết là núi Thái Sơn là một trong những ngọn núi là cao nhất của Trung Quốc, nên lên đấy là rất là khó đi, khó đi. Cho nên việc bắt mà 100 con khỉ thì rất là khó khăn ha. Nhưng mà tâu lệnh của vua thì các quan đại thần và quân lính ngày đêm phải đi ha. Cuối cùng bắt được 99 con, đem về cái vườn thượng uyển cho vua ha. Thì bạch đàn khỉ là ngày đêm là nhảy múa rồi nhảy nhót nhảy múa rất là đẹp, vua rất là thích. Một hôm nữa vua tới chơi và ông mới lấy trái cây á, trái cây ném ra cho nó ăn. Thì ví dụ loài khỉ là nó có động vật là nó thích ăn trái cây lá chuối và tất cả các cái thứ khác. Thì trong đó là có một con nó ăn. Thì ông vua mới thấy làm lạ, chỉ nó là ủa con đó là con gì. Thì lúc đó là gì, các quan đại thần là gì, khi bắt là bắt 99 con khỉ thôi. Thì bây giờ không biết làm sao mà bắt thêm con đủ 100 con, thì mới bắt một chó bỏ đại vô, ha. Cuối cùng như các bạn biết là loài chó là nó cũng ăn tạp, nhưng mà nó ăn các cái động vật thịt, cá rồi đó, chứ nó không có ăn trái cây. Cho nên là lúc đó là các quan đại thần biết làm thế nào, mới nói với ông vua là đó là con sếp. Cho nên sếp đây là ám chỉ là cái con chó. Cho nên nhiều người trong công ty, trong xí nghiệp ha, nhiều khi vô tình hay cố ý gì không biết ha, cấp dưới mình mới sếp. Mình mừng quá, thích quá ha. Đó. Thank you.
Rồi cuối cùng mình chúc cho tất cả các bạn sức khỏe, công việc, cuộc sống tốt đẹp. Trong cuộc sống này là chúng ta nên nỗ lực bản thân, chúng ta phấn đấu nỗ lực bản thân, chúng ta sống là phải học hỏi lẫn nhau ha. Nịnh hay là bị nịnh hay là thích nịnh thì cái điều đó không có tốt. Chúng ta phải nỗ lực bản thân, học hỏi những người đi trước, những người có kinh nghiệm, những người có thành công thì mình học hỏi chia sẻ những bí quyết kinh nghiệm giúp cho tất cả mọi người cùng thăng tiến tốt đẹp. Mình rất là trân trọng những giá trị cao đẹp của tất cả những người đã cống hiến cho mọi người khác, cho cộng đồng, cho xã hội. Chúc các bạn một ngày tốt lành nha.